nói thật sự là đẹp có giao duyên sâu tất cả khán giả luôn, chứ không phải riêng Diệu Hà. Đẹp làm hết vốn mà khán giả cho tiền. Đẹp. Tao thấy thằng Lâm á, tao thấy thằng Lâm nó gieo sâu với mày cả. Chứ còn đẹp là không biết. Bà có thấy không? Giải thích toàn là những cái gọi là cái như là trên trời dưới biển không. À, mà bây giờ hỏi ngược lại, ủa tại sao mà dứt chân sâu bây giờ đó? Mà phải để cho mẹ người ta phải là cái như là la khóc hàng ngày ấy vậy. Là có phải dứt hay không? Tôi hỏi vậy chắc là bà con nói thật sự với bà con á. Chứ cũng cho tôi một câu trả lời công tâm nhất, chứ tôi cũng được bảo rằng bây giờ Úc Hà nó đang giúp trên sâu mà ông nói sai cái chữ thánh tôi cũng được, nhưng mà cái lời phải thật. Không ai giúp người mà bất chấp như là cái nhóm này. Mẹ người ta đã gọi là cũng là cái kinh tế khó khăn, người ta về đây là người ta cũng ráng để mà đưa con đi khám bệnh. Vậy mà cái như là chia cái tình mẫu tử người ta mà thách thức bảo người ta xuống đi. Rồi hăm dọa người ta. Tôi nói một người nông dân mà khi mà họ nghe cái lời hăm dọa, họ đã có cái sự ngại ngùng thì họ không bao giờ họ xuống đâu. Nhưng họ có một cái con đường đi riêng của họ, tuy nó hơi vất vả chút, nhưng đi đó là một trong những bước đi đó vô cùng phù hợp. Nghĩ sao bây giờ một xã hội văn minh mà để cho cái loại tầm gửi vào những cái người mà cái như là đã bệnh tật bất hạnh như chim sâu mà đã bám vô chim sâu nó kiếm ăn. Thế bọn ta giống như dạng cái tầm gới quá vậy, nó đang bám vô thân chủ là chim sâu để kiếm ăn qua ngày, làm cái chuyện giúp. Bây giờ tôi đạp trúng đuôi đó, tôi dặm gọi là cái như là như là cái như là voi dày ngựa xéo đó, là chim như bây giờ nó kiếm ăn không nổi rồi, trời ơi, nó quay ra gọi là nó thật sự quý vậy, quay ra táp lia lịa. Táp cứ táp đi, từ từ, em nào cũng như thôi. Tập trung Úc Hà chút. Ăn cái gì là khán giả bỏ tiền, mà thậm chí bản thân Úc Hà luôn, già cả vậy nè, chạy xe vô trong đó, vô mới có dương máy lên quay nè, đem cơm cho nó ăn. Thì nó nói bữa nay em muốn ăn cháo gà, không giờ phản kháng. Nói nó một câu thôi mời tôi ăn, không muốn ăn bây giờ là tự nhiên là mình chạy đi đem đi mua cho nó đó. Đây bà con biết sao? Trời ơi, mày tới mày quay hoàn cảnh thì cái gì nó sai mày như một con cung con đúng rồi chứ. Mày tới mày quay đàng hoàng tử tế đi, mày đừng có lợi dụng đi. Mày tới mày quay mà do mày đang lạm dụng hình ảnh con người ta, mày nói một đường mà làm một nẻo, người ta mất niềm tin với mày. Đấy không? Đấy, cho nên bây giờ tiền trao cháo múc quá vậy. Những ngày trước ta hứa cho cái như là chị đẹp chị đồ đấy mà không cho. Đến bây giờ nó thật sự mày muốn quay mua cháo mua đồ tao ăn là mày quay, muốn làm chứ làm. Chứ mấy ngày trước quay xong đứng phủi cái bẹt đi về thôi, chứ ông đậu ai cho quay nữa. Đấy không? Bà con cứ để ý lại những trường hợp mà Úc Hà nó giúp, gọi là giúp nha. Đó, trường hợp nào cũng là tai tiếng, trường hợp nào cũng là gây sóng gió. Đó, nhất là trường hợp của chim sâu hiện bây giờ. Đó, gọi là đi cướp nhân vật của từ cái kênh YouTube khác để vừa làm của riêng cho mình và tổ chức quay độc quyền để trục lợi. Có một số bà con á, cứ nghĩ một cái là nó mơ hồ, chắc là ông đời thường này ổng quay chim sâu không được ấy, rồi ổng lên bóc phốt phà. Mà nói thật sự với con, cái kênh của tôi bà con nhìn đi, không có kênh nào tôi đi quay hoàn cảnh hết. Kênh của tôi là kênh phân tích, kênh chia sẻ những cái thông tin mà cái như là phân tích ra những cái ẩn khúc để cho bà con họ nhìn ra những cái chiêu trò lừa của một băng nhóm người, nhất là cái mảng thiện nguyện. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua đấy, cái mảng thiện nguyện mà của những kênh YouTube là một trong những cái mà cái như là rất là cái như là nhạy cảm. Chỉ cần mà như cái miệng Úc Hà đấy, bà con thấy là chị Mai Thi đó mà chị rớt cho nó gần cả trăm triệu đó, qua những cái câu từ nó cái như là mềm mỏng, nó cứ như là lương lẹo như thế đấy. Mà nó làm không được con quái gì trơn trọi đó. Vậy đó mà lên trời ơi, em nó thật với anh, em thế này khác em cái gì đấy, lên bán nhà mấy tháng trời đến bây giờ vẫn là cái nhà không bán được mà bây giờ vẫn còn chấm cha chấm trẻ còn dư tiền để mà đi về cái như là Vĩnh Long làm một cái nhà để mà ở kề cận bên con gái nuôi thương nó quá, sao bây giờ con đâu mình đó đủ. Thật sự quý vị, sao đâu mà dối lừa cách tránh trợ.
thương con thì bây giờ cái như là mẹ ruột của nó đã về giao lại cho mẹ ruột nó. Nó đâu phải là người cái như là vô gia cư. Nó đâu phải là người cái như là mồ côi. Nó vẫn có nhà có cửa, nó vẫn còn cha còn mẹ. Ủa mắt chay mà nhận con người ta một cách là bay dơ vậy, bất chấp vậy. À, vậy đó. Vậy mà lên cả như còn có Thanh Bùi, trời ơi khán giả nào mà nhảy vô mà comment mà trái ý của Thanh Bùi là nó chữ chữ sắp mặt luôn. À, kỳ vậy. Sống mà bây giờ nó thật sự để cho cái băng nhóm này nó manh nha, để cho kể như là nó lạm dụng. Mà tôi nói anh một cái gọi là nó dơ, nó nhẫn tâm nhất là lợi dụng những cái hoàn cảnh như chim sâu. Đấy là anh thật sự quý vị. À, nó dơ, nó bất chấp lắm. Hết chuyện lợi dụng một đứa bị bệnh tâm thần hả, bộ không còn cái nghề nào để kiếm ăn được hay sao. Cho nên Úc Hà nó tuyên bố một câu, cái kênh của nó là chuyên môn nha. À, kênh mà cũng phải chuyên môn mới được. Kênh của em chuyên môn là quay những người bị bệnh thiểu năng, bị bệnh tâm thần. À, tôi nói đúng rầu chứ bây giờ nói thật sự, có quê những người bị thiểu năng, bị bệnh tâm thần như vậy là Mạnh Thường Quân rót tiền về mới nhiều đấy. Rồi nhiều lúc đưa người ta một đồng rồi cái như là bảo là đưa hết rồi, đúng không? Mấy người bị bệnh tâm thần á, người ta tiếng nói của họ ở xã hội là zero, à, không có cái trọng lượng. Thì bây giờ tôi hỏi quý bà con đó, như Úc Hà tôi đang ví dụ trong trường hợp của chim sâu, hiện bây giờ Úc Hà nó đang giữ chim sâu là 12.500.000, đúng không ạ? Sau này giả sử như nó chưa đưa cho chim sâu, nhưng nó lên cộng đồng mạng nó công bố rằng nó đã đưa đủ cho chim sâu. À, nhưng mà chim sâu nó bảo rằng bây giờ Úc Hà chưa đưa tôi một đồng nào. Tôi hỏi quý bà con tin ai? Tin Úc Hà hay là tin chim sâu? Dĩ nhiên bà con tin Úc Hà hơn, vì cứ nghĩ là chim sâu nó bị bệnh mà nó nói tin sao được. Có ai tin một đứa bị bệnh tâm thần hay không? Cũng chính từ vấn đề đó mà Úc Hà nó đang lợi dụng vào những hoàn cảnh như chim sâu đó để nó quay. À, để nó quay đưa nhiều nói ít, đưa ít nói nhiều, đưa không đủ nói đủ rồi. Mà nhân vật khi người ta tính lên, người ta nhớ lại, người ta có phát ngôn thì thật sự cũng chẳng ai tin, xem như là cái tất cả mọi chuyện đã rồi, được không? Đấy, quay mà chọn hoàn cảnh, chọn những người bị bệnh tâm thần, bệnh thiểu năng, quay thâu. Đấy, kênh dẹp cho rầu. Kênh đấy là thật sự quý bà con, tôi nghĩ là nên dẹp. Tôi nghĩ nên dẹp. Bà con nào đó mà yêu cái sự thật, yêu lẽ phải, à, để mà có một trong những cái kênh YouTube mà làm thiện nguyện chân chính, thì những kênh Nhu Khà, à, những kênh như thằng Minh Hùng nên dẹp một bên. À, cứ vô bấm report hết. Tôi nói quý bà con chỉ cần trăm vòng, tôi nói một người tặng cho nó kể như là một báo cáo thôi, là xem như là cái kênh ra đi. Đó, để xem thử là nó kể như là nó chống đối với cộng đồng mạng như thế nào. À, trong trường hợp chim sâu là thật sự nó đã trở mặt chống đối nguyên cả cộng đồng nó chứ. Đấy, nó yêu thương chỗ nào, lòng nhân nó ở đâu. Đấy, một con người mà đi gọi là thiện nguyện bất chấp và bảo rằng ừ em có một cái lòng nhân đạo. Lòng nhân đạo thật sự là cái như nó còn tệ hơn một con cung con. Nhân đạo kỳ vậy. Nhân đạo chi mà giam giữ con người ta bất chấp, là nhân đạo cái gì? Thương nó rất là nhiều, không bao giờ mình ghét nó, không phải mình nói mình cãi. Giống như là cái duyên nó sâu với mình á. Cho nên là bữa đó nó lên like á, xong rồi á, rồi nó nói cái vụ mà cái nó chửi cái thằng chó thằng Liêm, nó nói câu đó. Nhưng mà nó nói một câu một lần một là rồi nó bỏ qua rồi, chứ không phải nó nói hoài đâu. Mà mình thật sự nha, trong lòng Úc Hà làm như là mình yếu dí hơn nó hay sao, nó kêu cái gì mình nghe cái máy. Yêu dí à bà ơi, nó thật sự cái bản chất của bà là một cái con nịnh thần, đúng không? Trong thời điểm đó là chỗ U30 cũng có nhiều kênh nó quay. Trong trường hợp cái chỗ chị đẹp chứ, nhiều người quay mà cũng lình xình chữ qua chữ lại như nầu cám lợn rồi. Đó. Thì cái vấn đề bây giờ mày muốn quay nó thì mày phải nịnh nó chút, mà yếu bóng vía vậy. Úc Hà bóng vía Úc Hà mà yếu. À, bây giờ trong trường hợp chim sâu đó mà cá cộng đồng mạng họ đang phẫn nộ vấn đề này. À, mà bảo rằng yếu bóng vía sao? À,
làm anh cái gì kỳ cục kẹo vậy? Con người ta vẫn còn cha còn mẹ, vẫn còn nhà còn cửa, à, bách dìa đó mà làm nhà làm cửa rồi lên cộng đồng mạng bảo rằng đứa mà vô gia cư, đứa không có cha không mẹ. À, thậm chí mình còn rất là sợ nó luôn á, nó thiệt luôn á. Ai cũng thà đi Sóc Trăng, đi thành phố mà nghe, nhưng mà vẫn không phải nói hôm nay mà kể, vẫn kêu chồng ở nhà mỗi buổi chiều anh lên đó đưa tiền để anh ở nhà, anh lên anh mua giùm cho tôi cơm nè, xin tố hai ba bữa mua thuốc thì khán giả chửi ông mua thuốc không đưa sau lưng được có đưa. Bạn thấy không, trong trường hợp của chị đẹp đó quý vị, à, đỡ tiền lại ở nhà nè, hôm nay nè ông lên ông mua cơm nè, mua sinh tố cho anh đẹp nè, ngày nào cũng như ngày nấy nè, đồ con cháu nhà có anh không, à, con cháu nhà có anh hay không, mà tiền đó tiền của ai? Tôi thật sự quý vị á, sao mà nó thật sự tôi ghét những cái loại người mà nó giả dối, mà nó giả trăng, à, lưu manh mà cứ giả danh là người tử tế đấy. Nó thật sự quá vậy. Trong trường hợp chim sâu á, là cái bản chất con này nó lộ ra xem như là nó đã là hạ cái màn cuối rồi, nó lộ ra một cách trắng trợn luôn rồi. À, thì làm chi có cái chuyện bây giờ tôi nói với bà con đó, Úc Hà nó thu vô không thu thâu chứ không bao giờ gọi nó bỏ ra để mà đi cho tiền mà cho cái là chị đẹp chị đồ rồi mua cơm rồi mua sinh tố rồi. Mẹ bản thân mình cái như là lên với mạnh thường quân, nhờ từ lúc có tiền của em 7 triệu của em, gia đình chị mới có một bữa ăn ngoan. Tiền mẹ mày đâu mà lấy ra để mày mua cho chị đẹp. Nghe nói thật sự quý vị không muốn chữ cũng phải chữ câu cho nó đã cái miệng. Cái lên cộng đồng mạng tôi nói với bà con, nếu nó là một người mà giúp chim sâu mà cái tận tình chu đáo tôi ủng hộ nó luôn, không bao giờ tôi lên tôi lặp mặt. Mà nó trắng trợn, nó trơ trẽn quá. Con người ta bây giờ đang đau bệnh, đang cần khám, mày cái như đi gọi là đi dịch con người ta về để mà quay độc quyền để kiếm anh nhận tiền mạnh thường quân, mà lên cộng đồng mạng nói giọng tử tế, chở chim sâu khám bệnh ở Sài Gòn. Tao nói ông nậu ơi, lưng gãy cột sống mà chở chim sâu đi khám bệnh ở Sài Gòn đấy. Mày mà gãy cột sống là hai cái chân mày bây giờ nó thật sự mày lết rồi, mày đi xe lăn rồi, nghe chưa? Mà coi chừng, à, cái tật cũng chạy xe máy đó, cái tật cũng là chạy xe máy mà gọi chạy lâu dài đó, mà quay trên sau bất chấp đó, thì cầu được ước thấy thâu, à, không gãy xương sống mà cứ lên cộng đồng mạng hô hào mình gãy xương sống, đi xa không được mà nói thật sự với con nó chạy tầm 80 cây trở lên thôi. Từ chỗ nó chạy xuống Sóc Trăng, từ Sóc Trăng chạy về trong ngày, từ chỗ nó chạy xuống chim sâu, từ chỗ chim sâu chạy về trong ngày, à, tính đi tính lại hơn coi như là gần 200 cây chưa, à, rồi từ nó chạy xuống tới chỗ Thủ Đức, à, mấy trăm cây. Tôi hỏi quý vị, mình gọi là đau lưng thôi, gọi đau lưng thôi, mà ngồi mà nói thật sự ngồi mà không dựa ra một chút á, là cái lưng là nó tê cứng cái lưng liền, đúng không? Mà gãy xương sống á, à, gãy sống mà nằm viện, hình như nó nằm viện được mấy ngày ra gãy sống rồi chồng không căm biết quay đã kêu gọi mạnh thường quân, rồi nằm mấy ngày ra không biết cái đợt gãy xương sống rồi được bao nhiêu người cho tiền, à, là cầu được ước thấy nhân cưng đấy. Nói thật sự lên mà cứ Phật giáo hòa háo rồi thế này là các thực sự quý vị, một trong những cái mình nó dơ mà trắng trợn vậy mà sao không nói được. À, thưa quý vị, à, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Đời Thường TV cũng xin phép tất cả các bà con cho tôi kết thúc tại đây ha. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị là chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bà con vui lòng cho Đời Thường TV xin một lượt like cho quý vị. Bà con nào vui lòng chia sẻ giúp cái clip này đến những mạnh thường quân mà quý vị biết, à, để cho nó có một sự lan tỏa và ngăn chặn những cái vấn đề, à, mà Úc Hà nó lại ma mị một số mạnh thường quân như là cái chị Mai Thi. Một trong những cái là cái như mình phải cách ngay từ bây giờ, à, xem thử là cái nguồn sống
xem thử mà người ta không hỗ trợ chim sâu thì nó có nuôi chim sâu cả đời như lời nó tuyên bố hay không, hay là chim sâu cũng cùng số phận giống như những người trước. Để cho bản chất của Hà đó, hôm nay mỗi ngày nó lộ một chút, mà cái riêng cái clip của nó đó, nó nói là nó lộ toàn bộ rồi, lên thợ bán nhà bán cửa rồi bán bao nhiêu liên lạc qua để mua nha Hà. Cảm ơn tất cả các bà con ha, bye bye tất cả quý vị.